Xin chào các bạn nha, hiện là đang cho các bạn coi đây là cái cà mụn thâm nè. Thì đây là nền da của bạn này trước khi tới La nha. Đây, da bạn này cực kỳ viêm các bạn. Cái này là cái hình này chụp trước là nó ít viêm hơn, chứ cái da mà lúc chụp là nó rất là viêm. Đây nè, đây và nền da mỏng đỏ thâm như thế này nè. Và đây là sau khi bạn này điều trị tại La. Đây các bạn có thể thấy là nền da hoàn toàn mờ hẳn cái vùng thâm mà da cũng hết đỏ rồi nha các bạn. Các bạn nhìn này, da cực kỳ đỏ và thâm trong cái bì da như thế này. Đây, đây là da của bạn này này. Đó, da đỏ thâm. Và đây là sau khi điều trị tại La. Đây, các bạn thấy thì hầu hết những cái da mà dù có mỏng đỏ nhất thì bắt buộc các bạn phải phục hồi nền da nó khỏe, sau đó là các bạn mới điều trị được các bước sau nha. Các bạn nhìn nha, đây là nền da cực yếu đỏ nè. Da này có một đợt thời gian viêm rất là nhiều mà La không tìm được cái hình ảnh viêm á. Đây các bạn nhìn nè, hai bên cái bì da rất là mỏng đỏ và viêm như thế này. Và đây là sau khi điều trị tại La nha các bạn. Thì hiện tại những bạn đang bị bất cứ tình trạng như thế nào, các bạn có thể inbox trực tiếp cho La nha. Các bạn nhìn nền da này, đó cực yếu như thế này. Đó, đây là hai bên bề da và đây là toàn bộ nền da của bạn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.